Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và test các bộ hát karaoke gia đình phòng hát và sự kiện. Hôm nay buổi sáng thứ 6, còn 1 tháng 9, Hành Nguyễn tiếp tục giới thiệu đến với cả các bác, các anh chị, các bạn và các em yêu quý kênh Hành Nguyễn cũng như là đam mê về loa. Thì hôm nay Hành Nguyễn tiếp tục giới thiệu các bác một mẫu loa có tên là B3X12i. Thì dòng loa này Hành Nguyễn cũng xin giới thiệu luôn, đó là dòng loa loại 1 của Trung Quốc, do Trung Quốc sản xuất, nhập khẩu nguyên khối, nguyên thùng nguyên hộp về các bác nhé. Thì dòng loa anh nhắc lại này, nó là dòng loa nhái của loa B3X12i, nhưng đó là hàng chuẩn loại 1 mà anh Nguyễn đã đặt hàng. Thực sự các bác này, 2 tháng nay mới lấy được. Anh Nguyễn đặt hàng 2 tháng nay mới lấy được. Và để thực hiện tiếp chương trình tri ân trong tháng 9 này, anh Nguyễn sẽ tri ân đến tất cả các bác, anh chị mà yêu quý cái anh Nguyễn ấy. Và anh Nguyễn luôn báo giá luôn cái dòng loa này là anh Nguyễn bán tri ân trong tháng 9 này là có giá là 7.700.000 đồng, 7.700.000 đồng bao ship toàn quốc và tặng một cặp dây loa. Anh Nguyễn nhắc lại này, xin nhắc lại để tri ân đáp lại tình cảm của bác, anh Nguyễn bán đôi loa này là 7.700.000 đồng bao ship và tặng một cặp dây loa. Và anh Nguyễn xin thông báo lại, đây là một dòng loa mới tinh, nhập khẩu nguyên thùng nguyên hộp Trung Quốc, dòng B3, hàng nhái của B3X12i. Thì bây giờ anh Nguyễn sẽ cùng các bác đi về phía ngoài, sau đó phía trong. Đây trên phía ngoài cũng nhé, nó là một e căng màu sắt, và ở giữa có một cái gân, nó tạo cái điểm nhấn của đôi B3. Phía dưới là một biểu tượng B3, và bên trong nó là lớp mút để tránh bụi bẩn. Đây là phía trước, ở phía ngang một chữ B3 được khắc chìm trong thùng, và dây sách bằng sắt đó nhé. Nếu mà dòng bởi xịn ấy thì cái dây sách này là nó liền luôn khối cùng với cái thùng loa. Thế còn đối với loa nhái loại 1 thì nó là dây sách. Và đây chính là phía sau này, phía sau của nó đây, B3X12i. Toàn bộ công số đây để tầng hoạt động là 45Hz đến 18kHz, công suất 300W và độ nhạy 95dB, lội trở 8 ohm, trọng lượng là 27,5kg. Lỗ thoát khí ở sau và tất cả đều có cái chỗ để treo loa này. Đây là xích treo loa. Đây là nguyên thùng mới nhá, nguyên thùng của B3 rất đẹp. Thì dòng này anh Nguyễn đã dựng có rất nhiều anh em bán và giới thiệu kỹ rồi đấy, rất nhiều anh em bán giới thiệu kỹ rồi. Và về em quay về phần bát loa cho bé tí nữa. Đây chính là B3. Thì bác biết này, B3 từ trường mắt nó bao giờ là 17 đấy. Đây chính là cái mã, cái mã sản phẩm, một tem rốt màu xanh ID130220A, sản xuất năm 2018, tức là cái này là ngày 29 tháng 8 năm 2018 nhá. Từ nó là từ 17, một tem B3 Beta 3. Đây chính là bát của nó, xương nó là xương gang nhá. 1 này, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 xương gang. Và bác nhìn cái nó chi tiết mức độ này, cái nhận loa nó màu vàng, nó mới tinh em nhá. Và dây tay loa được bọc bằng một cái gen sun rất kẹp loa bằng inox, rất đẹp, màng giấy. Đây là về phía sau. Còn phía trước bát là 40 thôi nhá, gân lụa tẩm dầu 3 lớp, và màng giấy và giống như cái gai ốc khi người ta mà sợ việc gì đó đấy. Đây chính là cái lón loa và đặt thu dưới. Tiếp theo là về chiếc loa, nó sử dụng một chiếc từ 17 rất lớn, một tem QCPAD. Đây kệ là tem kiểm tra của nhà xuất, bốn ốc lục giác inox rất to, 17 hay bằng gang luôn nhá, rất là lớn. Và đây chính thông tin đầy đủ của B3 Road, B3 hàng một lại một chính hãng, phiên bản mới nhất nhé. Đây là phiên bản mới nhất của B3 sản xuất. Và toàn bộ những cái phễu này đều có một cái lớp mút để tránh phễu âm rất là nặng. Đây là chiếc của B3 từ 17, và đây là bát
dòng mới bây giờ bác nhá, dòng mới bây giờ xuất 2018 này, nó sẽ có tem này. Đấy, đây là mới là gọi hàng loại một chuẩn của Trung Quốc, chuẩn một của Trung Quốc, do trực tiếp Trung Quốc xuất. Và kem keo nó có độ hồng này, hồng nhám đây, rất chi tiết và sắc nét. Đấy, rất chi tiết sắc nét. Sơn của nó là sơn sần bóng. Em lấy về vẫn còn lớp này bác, sờ rất là dễ chịu, cái dầu bóng. Và thùng là thùng gỗ ép 7 lớp, sơn sần bóng không ngấm nước, bằng gỗ bác nhé. Và phân tần thì em giới thiệu sau. Ống thu âm là màu đen, nhiều lớp. Tiếp theo, cây dòng này sử dụng 2 phân tần. Phân tần nhất bác nhìn đây, rất là to. Phân tần này là dùng cho loa chép, nó sử dụng rất nhiều điện trở lớn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 điện trở và một con bóng MOSFET tỏa nhiệt để bảo vệ loa chép. Thứ ba, tiếng chép nó không bao gắt. 1, 2, 3 tụ, 3 tụ thôi nhá, là một quân cảm rất lớn dùng loa chép. Về phân tần thứ hai, phân tần của bát dùng một quân cảm lớn, dây đồng và tụ 12mm 250V. Và thùng nó gỗ, bác nhìn lên rất cầu kỳ này, nhiều lớp đấy, tạo góc cạnh chống rồi âm phản, đẹp xuất sắc luôn. Đấy chính là thùng đẹp như tranh. Và đời mới bác nhé, cái này này, cái chỗ cam đế xích là nó xử lý bằng inox đấy, loại mới bây giờ nhé, chuẩn mới là inox của V3, loại một Trung Quốc là bằng inox. Anh nhìn chưa, đây là điểm khác biệt những cái dòng V3 mẫu cũ. Cái thông tin toàn bộ của nó, ống thoát khí rất là đẹp quá nhá. Đây là hàng loại 1 của Trung Quốc sản xuất, nhái V3 chính hãng, từ 17 như họng nó 75 bác nhá, 75-76 thì cái này em tháo ra mới đo được cơ. Đấy, có những cái khôi loa mới tinh này, dây đồng mới tinh này, đấy mới tinh, rất là đẹp. Đây em sẽ thử một bản nữa cùng nghe chất của V3. Đây em thử mỗi cục đẩy luôn nhá. Và giá tri ân em áp dụng hết trong tháng 9 này là 7,7 triệu một đôi, bao ship và tặng một cặp dây loa nhé. Hết thời điểm khuyến mại thì cái giá loa này có thể là 7,9 triệu hoặc là 8 triệu theo thời điểm nhận hàng thôi nhé. Đây là cái giá em báo tại thời điểm này, cái giá này có thể thay đổi lên hoặc xuống thôi nhé, theo thời điểm, bởi hàng hóa là em nhập theo thời điểm. Ví dụ như chiếc vang D-Big 2 Group giờ sẽ bị được, sẽ tăng 50.000 thôi nhé, bởi giá nhập lên thì anh Nguyễn không lên rồi giá nhập lên. Thành Nguyễn cảm ơn các bác đã đăng ký ủng hộ cây Nguyễn trong thời gian qua, và hãy chúc đại gia đình ta luôn luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống.